thể chất không dễ mập. Không nên nói quá sớm như vậy, chẳng qua cô chưa tới lúc thôi. Tôi với cô ấy chỉ là đồng nghiệp, bạn bè bình thường. Bạn học cũ của cậu, hy vọng trí tuệ của cậu chỉ dừng lại ở thời niên thiếu mà thôi. Tôi đã nói là phải báo cáo rồi mà. Hả? Cậu làm người sao có thể làm vậy? Chữ tính để đâu rồi? Sao không cái cược một cách tử tế chứ? Sợ tôi không chịu thua sao? Tôi đang ở dưới nhà cậu nè, nếu muốn chửi thì xuống chửi thẳng vô mặt luôn. Cậu tưởng tôi không dám sao? Sao mua có mấy lon vậy? Đâu phải cậu không biết tủ lượng của tôi, nhiều đây hạ gục tôi được sao? Đừng hòng lừa gạt cho xong chuyện. Không phải là tôi không chịu báo cáo, mà là tôi với Thanh Thanh vốn dĩ chỉ là bạn bè đồng nghiệp của nhau thôi. Bịa, cứ bịa tiếp đi. Là cậu tự ý kêu người ta tới ăn chung mà còn gì nữa. Vậy ngày lễ thất tịch cũng là tôi sắp đặt. Con cá thất tịch đó là bài tập ở lớp học nấu ăn của tôi. Tại tôi thấy cổ có một mình đứng bên đường tội nghiệp quá cho nên. Đủ rồi đó, cậu định gạt tôi sao? Tôi nói cậu biết mấy chi tiết này tôi hoàn toàn không muốn nghe. Bây giờ tôi tuyên bố đổi điều khoản trong thỏa thuận cá cược, sau này không cần thông báo cho nhau nữa. Biết mình mà không biết người chính là cái kiểu hồi hộp không biết gì về tiến độ của đối phương, rất thú vị. Dù sao thì tôi cũng sẽ không thua cậu đâu. Lòng dạ còn nhỏ hơn cái lỗ kim nữa. Cậu nói ai nhỏ nhen? Cậu không thành thật còn nói như mình đúng. Lễ tình nhân thất tịch là ngày ở bên đồng nghiệp sao? Ủa chứ ngày thất tịch cậu cũng đi với trợ lý của cậu thôi. Bộ tôi còn chưa nói với cậu sao? Tôi không hề muốn làm đồng nghiệp bình thường với cậu ấy. Còn tôi thì thật tình không có suy nghĩ gì khác. Vậy chắc chắn cậu làm người ta có cảm giác sai nên hiểu lầm. Được, cậu nói cái gì cũng có lý, cậu nói đúng nhất. Ngồi xuống đi, tôi xin cậu đó. Thừa nhận là xong rồi, cứ bắt tôi làm căng. Phải học cách nhìn thẳng vào điểm yếu của mình, tự phê bình bản thân cho nhiều. Là người luôn bên cậu, người bạn thân nhất của cậu, tôi cần phải nhắc nhở cậu từng giờ từng phút. Từ nay về sau, những lúc cậu nhìn người khác, đừng có làm ra vẻ tình cảm. Hễ người ta nhờ giả là cậu liền vui vẻ giúp đỡ. Người ta hiểu lầm là đương nhiên. Nếu tôi không hiểu rõ cậu, tôi cũng hiểu lầm rồi. Tự tôi biết chừng mực. Nè, nếu tôi không tin tưởng nhân cách của cậu thì tôi đã nghĩ mình kết làm bạn. Dĩ nhiên, bản thân tôi cũng phải kiểm điểm lại. Từ lúc tối tới giờ, hình như tôi cũng có một chút mất mát gì đó. Nhưng trên thực tế, đối với việc cậu tìm được một nửa kia, tôi chỉ có thái độ chúc phúc thôi. Tôi không hề có bạn gái. Cậu còn không có bạn gái, người ta sẽ nghĩ cậu bị bệnh đó. Nhưng nếu muốn tìm bạn gái, chúng ta phải tìm người thích hợp. Nói về cái cô Thanh Thanh đi, tôi chỉ mới gặp cô ấy 2 lần, không hiểu cô ấy lắm. Nhưng tôi lại rất hiểu con người cậu. Cô ấy quá mộng mơ, quá yếu đuối, không hợp với cậu đâu. Theo tôi nghĩ cậu nên tìm kiếm con gái thật là mạnh mẽ, biết không hả?